Em xin chào tất cả mọi người. Chào mừng quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em nha. Thì ở cái video này em sẽ hướng dẫn cho anh chị cái cách là chúng ta nhận cũng như là trao đổi cái mã băm để tăng cái tốc độ đào cái đồng BTCS Satoshi Mining. Cái thứ hai nữa là cái thông tin liên quan, cụ thể là cái vấn đề mà liên kết cái ví MetaMask nha. Cái này em nói rất là nhiều nhưng mà một số anh chị còn còn chưa có chú trọng, còn bỏ qua hang, thì cái video này coi như là anh chị phải làm mới được, không làm là không có nhận được đâu. Rồi bây giờ á thì cái dự án BTCS Satoshi Mini này thì em cũng nói rất là nhiều ha. Thì ở đây nè, để em nhận cái nha mọi người. Tốc độ đào nó rất ít, và cái tháng 6 này nè là sẽ bước đầu chúng ta sẽ bắt đầu KYC và mainnet. Tenet là cái giai đoạn là cho chúng ta chạy thử trên cái mạng lưới đó nha mọi người, tức là họ cho chúng ta chạy thử, chúng ta giao dịch này kia, chuyển các ví với nhau để xem á là có bị cái lỗi gì hay không. Thì ở đây một cái câu hỏi đặt ra là anh chị hỏi em á là đào đến bao giờ kết thúc, thì cái thông tin từ dự án là đào đến tháng 12 năm nay nha, đào đến tháng 12 năm 2022 là sẽ ngưng đó. Rồi thì bây giờ nếu mà anh chị chúng ta muốn tuyển thêm ghép để tăng cái tốc độ đào cũng như tăng cái việc mà nhận cái đồng BTC tức là Bitcoin đó, thì anh chị sẽ nhấp vào phía trên này nè, có cái chữ là tuyển dụng thợ mỏ của tôi, anh chị nhấp vào. Ở đây nó có hai, nó có cái liên kết nè, anh chị nhấp vào đây cho mọi người lấy cái nhập vào cái liên kết này để tạo ha. Và cái này chỉ được sử dụng trên cái Enroll thôi, không có được sử dụng trên cái EOS. Này là thông tin từ dự án đưa ra, tại vì họ nói là trên cái EOS đó, chỗ cái bảo mật cloud đó, nó có một cái lỗ hổng thì dễ bị hack, nên là họ sẽ không sử dụng cái iPhone nha anh chị. Nếu anh chị muốn đào thì có thể là sử dụng cái điện thoại Android nha. Rồi ở đây nếu mà anh chị chúng ta có được ghép đó, thì chúng ta cũng tăng được cái tốc độ đào. Còn nếu như mình là cái người không có rep, mình đào solo thì làm sao để tăng tốc độ đào, thì có hai cách nha, có hai cách. Cái cách đầu tiên là anh chị sẽ thấy ở đây nè, nó giữa màn hình nó có cái chữ là tham gia giao dịch chuyển khoản Tenet để nhận 3K tỷ lệ băm. Rồi thì tức là sau 24 giờ kể từ khi chúng ta nhận băm ha, thì tới 24 giờ sau chúng ta sẽ vào đây nè, ở cái chữ nhận băm này nó sẽ hiển thị lên màu vàng, anh chị thấy nè. Như em là tới là 2 giờ 22 phút nữa em mới lấy cái đồng BTC này được ha. Để lấy được cái này á là anh chị cần phải liên kết cái ví MetaMask vào đây nè. Anh chị thấy cái dãy dãy con dãy địa chỉ của em ở đây không? Đó. Rồi bây giờ khi mà chúng ta liên kết rồi á thì anh chị sẽ vào cái ví MetaMask của mình. Cái này là cái cách thứ nhất nha, cái cách thứ nhất để nhận được cái băm tăng tốc độ đào nha. Rồi em nói luôn cái băm là gì? Băm là để cho chúng ta tăng cái tốc độ đào, ví dụ như trong 10 phút. Đó. Thì bình thường chúng ta đào được có một ít thôi, thì chúng ta nhận trao đổi băm này thì chúng ta sẽ được đào nhiều hơn. Nói nghe vui vui kiểu như là trong vòng 10 phút anh chị bình thường đi là một cây số, còn chúng ta có băm á thì chúng ta sẽ đi được là hai cây số, ba cây số kiểu như vậy nha anh chị ha. Rồi thì ở đây anh chị muốn chuyển được á, cái này là Tenet nha, chưa có cái giá trị á, thì làm sao để chuyển được thì anh chị phải có cái đồng TBTCS này, đó chính là cái đồng BTCS đó, Satoshi đó. Đó thì anh chị có thể làm, còn nếu như mà anh chị nào không có muốn làm á ha, không có muốn làm á, thì anh chị sẽ vào cái nhóm Telegram của em để dưới phần mô tả là sẵn đây em nói luôn ha, để cho anh chị chúng ta vào làm cho nó nhanh. Rồi em nhấp vào cái kênh của em, cái video nè, thì ở dưới cái video á, ở đây em muốn nói là ở dưới cái video em sẽ có để bất cứ một cái video nào em cũng sẽ có để một cái đường link của cái nhóm Zalo và Telegram, anh chị nhấp vào đây nè nè, hoặc là trong cái phần tin nhắn đã ghim á em sẽ có để nè đây ha, cái nhóm Telegram nè và cái nhóm Zalo, anh chị nhấp vào cái nhóm Telegram ha, rồi sau đó anh chị dán cái địa chỉ ví của anh chị lên cái địa chỉ ví MetaMask đó, MetaMask đó, của cái đồng BTCS này nè, rồi em sẽ gửi cho anh chị ha. Nè em sẽ nhấp vào đây em sẽ gửi, thì thường thường em sẽ gửi cho ba cái địa chỉ này thôi, tại vì khỏi cần phải tốn thời gian nhiều anh chị. Rồi em nhấp vào cái chữ tiếp, em nhấp vào số lượng anh chị chuyển á, ví dụ như em chuyển cho anh chị có 1-2 đồng á, thì anh chị chuyển một ngàn lần á, anh chị chuyển như vậy nè, 0.00 thôi, 0.00 một đi,
cũng được đó anh chị, mình chỉ giao dịch để mình làm cái đặt vô điều kiện thôi, anh chị phải chừa lại để dành để chúng ta chuyển mỗi ngày ha, em nhấp vào cái chữ tiếp đó. Rồi cái phí nó là anh chị thấy này ha, cái phí của cái mạng lưới BTCS đó là tương đối là thấp nha. Rồi thì coi như là em đã gửi xong đúng không ạ? Thì bây giờ tới cái giờ đó, thì tự động ở đây nè, nhận băm em sẽ được hiển thị lên, em sẽ nhấp vào được là xong. Còn anh chị không chuyển đó, thì nó hiển thị cái chữ nhận băm này anh chị không có nhận được ha. Đó là cái vấn đề thứ nhất, cái nhận băm thứ nhất mà chúng ta liên kết cái ví MetaMask. Rồi cái thứ hai nữa đó, là anh chị sẽ thấy có cái thẻ băm nè, anh chị nhấp nè. Khai thác mở đầu nhắn về tới cái thẻ băm anh chị nhấp vào đây nè. Ở đây anh chị sẽ có nhiều cái thẻ băm, ví dụ là thẻ băm 2K, thẻ băm 3K, thẻ băm 4K, thẻ băm 5K và thẻ băm 1K ha. Rồi ở đây nó có hai cái nữa, một cái là anh chị đề nghị để người ta vào phòng đào vào phòng với anh chị. Cái thứ hai nữa là anh chị tham gia theo cái mã của người ta. Bây giờ em sẽ làm đầu tiên đó là em sẽ đề nghị là bây giờ ở đây nó có một cái băm 20K nhưng mà em đã làm rồi ha. Ở đây anh chị thấy cái băm 35K nè, nó nhiều nè, em nhập vào cái chữ đề nghị nè. Ở đây họ có cho mình giới hạn là 2 người, 3 người, 4 người, 5 người, thì tùy theo cái khả năng của anh chị, chúng ta chọn 5 người. Ở đây em đọc cái thông tin sơ qua nha. Hướng dẫn sử dụng hoán đổi thẻ băm. Quy trình hoán đổi là đề nghị hoán đổi, tức là trước tiên á mình là cái người đề nghị hoán đổi, chia sẻ mã hoán đổi là chúng ta sao chép cái mã cho đến cái người mà chúng ta muốn đưa cho họ đó. Mời người khác tham gia hoán đổi khi mà cái phòng chúng ta đủ 5 người. Tại vì em chọn 5 người thì phải đủ 5 người, còn anh chị chọn 3 người là phải đủ 3 người. Đề nghị thực hiện hoán đổi, sau đó chúng ta thực hiện cái lệnh hoán đổi và hoàn thành hoán đổi là xong. Tính toán băm thì cái vấn đề này nó hơi lủng củng chút, anh chị đọc ha. Tính toán băm băm thẻ của bạn, tổng tỷ lệ tất cả các thẻ tham gia, tức là họ tính tổng hết tất cả những người tham gia, số người hoán đổi càng nhiều tỷ lệ càng nhiều bằng băm bạn nhận được ha. Băm băm của thẻ băm là băm cơ bản mà người tham gia nhận được, tỷ lệ của thẻ băm là tỷ lệ của băm. Ví dụ như băm là 100 nhân cho tỷ lệ 10 là 10% thì bạn nhận được là 110 ha. Bây giờ em sẽ nhấp vào cái chữ đề nghị nè, đề nghị hoán đổi thẻ băm thành công, em sẽ nhấp vào chữ đóng. Rồi sau khi anh chị làm xong nó sẽ hiển thị ở đây nè là cần có 5 người ha. Bây giờ anh chị có thể hủy cái phòng này cũng được nữa. Rồi anh chị sẽ nhấp vào cái chỗ sao chép này nè nha anh chị nha, sao chép thành công. Bây giờ bạn có thể gửi cho bạn bè của bạn, em sẽ nhấp vào chữ tôi đã hiểu đó. Cần thiết anh chị nhấp vào cái chỗ office này nè, anh chị chụp cái màn hình lại luôn, anh chị chụp màn hình nhưng mà kèm với đó là anh chị cũng phải sao chép cái mã băm hang để người ta lấy cho nhanh. Rồi bây giờ em sẽ vào cái nhóm Telegram của em, thì anh chị cũng như vậy đi ha. Đây là cái nhóm của em nè. Đối với anh chị á thì anh chị đừng có gửi link lên, anh chị chụp cái màn hình lên cho em nè. Rồi bây giờ mình sẽ chờ nha anh chị. Đó, anh chị sẽ chờ. Đây là cái cách thứ nhất. Đối với em thì em sẽ copy cái này. Em sẽ gửi qua bên một cái nhóm Zalo nữa, tại vì em admin cái nhóm này ha. Làm cho nhanh để em chia sẻ cho anh chị cái cách làm. Kèm theo cái hình ảnh. Rồi là xong. Bây giờ mình sẽ trở lại ha. Thì anh chị sẽ chờ đợi. Anh chị sẽ chờ đợi khi nào mà đủ 5 người thì chúng ta sẽ nhấp một cái chữ là hoán đổi thẻ băm là xong. Cái thứ hai là chúng ta tham gia, tức là khi một cái người nào đó họ gửi cho chúng ta một cái mã mời, hoặc là anh chị vào cái nhóm kiếm tiền của em ở đây nè, anh chị thấy có những cái thẻ cái mã băm đi, ví dụ như vậy ha. Đây nè. Băm 5K em chọn cái này băm 3K đi ha mọi người, có thể là chắc full rồi quá. Em sẽ sao chép nè. Rồi khi chúng ta nhận được một cái thẻ băm của người ta nói ví dụ như là 3K đi ha, thì mình sẽ nhìn thấy ở đây là 3K nè, 4K thì mình chọn 4K. Em sẽ chọn cái chỗ 3K, băm 3K ha, em nhấp vào chữ tham gia. Em sẽ dán cái của họ vào. Không biết phải cái này hay không. Để em làm lại một lần nữa nha anh chị. Hình như nó hơi có cái gì đó rồi. Sao chép.
Em chọn cái chữ tham gia nha, em dán cái thẻ vào nè. Đó, em nhấp vào cái chữ xác nhận. Ở đây cái phòng đã đủ rồi nha mọi người, số người hoán đổi thẻ tỷ lệ bông mà bạn muốn tham gia đã đủ, thì chúng ta chờ người khác gửi thì chúng ta sẽ tham gia. Anh chị tham gia rất là khỏe, anh chị cứ việc nhấp vào tham gia, dán cái mã vào và xác nhận. Rồi sau đó cái chủ phòng khi mà đủ người họ sẽ bắt đầu hoán đổi nha. Ở đây em chưa thấy ai hết. Rồi bây giờ để em vào lại một cái. Anh chị thấy nè, chắc là mai. Bây giờ là đã đủ người nè anh chị. Mình là chủ phòng thì mình sẽ nhấp vào cái chữ là thực hiện hoán đổi. Bạn xác nhận muốn thực hiện hoán đổi không? Xác nhận. Coi như là xong, mình hoán đổi với người ta đó. Coi như là mỗi người nhận được cái tỷ lệ bông hồi nãy mà chúng ta chọn là 5k bông. 5k bông đó anh chị. Kiểu như vậy đó ha. Đó, rất là đơn giản thôi. Cái này mình làm một ngày một bữa thì nó không có nhiều, nhưng mà cái thời gian lâu ngày lâu tháng á, anh chị cứ kiên trì mỗi ngày chúng ta làm hết mấy cái này đi, là cái tốc độ đào của chúng ta sẽ được tăng. Tăng thì mình sẽ nhận được cái đồng BTCH này nhiều thôi. Thì cái giá của nó thì anh chị ít nhiều cũng biết rồi đó, cái giá không có thấp đâu. Rồi cái thứ hai nữa là cái vấn đề về cái ví MetaMask. Là nó là cái ví này, cái chỗ này nè, cái chỗ mà liên kết vào nè, cái chỗ em nói lúc đầu video á. Bây giờ em sẽ cho anh chị thấy những cái tích của họ mà anh chị xem nè. Chào cái Twitter. Anh chị nhấp vào cái biểu tượng tìm kiếm ở phía dưới này giùm em ha. Rồi, anh chị chọn cho em là cái chữ là Satoshi BTCS nè. Họ vừa tích lên nè. Bây giờ em sẽ nhấp vào đây ha. Đây. Đã đến lúc dạy bạn cách bảo vệ an toàn cho ví tiền của mình. Nếu bạn viết ra khay này kia, cái cụm từ khóa trên giấy, hãy nghĩ đến vấn đề về lửa và nước nếu khắc bằng sắt. Nếu bạn lưu chúng trong điện thoại hoặc máy tính, vui lòng chèn từ khóa đó. Ví dụ ý họ nói là chúng ta phải bảo mật cái cụm từ khóa của cái ví MetaMask của mình cho nó an toàn tuyệt đối nha. Mình phải lưu thật là kỹ. Còn nếu mà anh chị lưu trên điện thoại thì chúng ta nên đổi ký tự, hoặc là chúng ta xóa một vài từ hen. Nói chung là anh chị làm sao mà an toàn là được. Em nghĩ cách tốt nhất chẳng là ghi vào cuốn sổ nhật ký, bỏ vô tủ khóa lại ha. Rồi cái đó là chỉ là cái cơ bản thôi. Đâu rồi? Đây nè. Đây nè. Nhấp vào đây. Tất cả các thợ đào, bạn có thể thử xóa ví MetaMask và khôi phục nó bằng cụm từ khôi phục không. Sau khi cài đặt lại ví MetaMask, thêm lại cái mạng Satoshi Maintenance bên dưới, bạn sẽ thấy các TBTC vẫn còn trong ví của mình. SUSDT cần thêm trình bổ sung hợp đồng lần nữa nếu không thể phục hồi. Ở đây có nghĩa như thế này nè, bên cái ví MetaMask nó thường xuyên sẽ bị một cái lỗ hổng. Một cái lỗ hổng nha. Tức là khi anh chị đăng nhập vào, nó bảo là anh chị đăng nhập sai. Vô tình nó sẽ lấy cái mật khẩu của mình, thì họ mới kêu mình đó, bây giờ mình có thể là mình xóa cái ví của mình ha. Rồi sau đó mình nhập bằng cái cụm khóa mật khẩu ví của mình vào, xem coi là cái đồng BTCS của mình hiện tại trên internet nó vẫn còn hay không. Nếu như nó không còn thì chúng ta phải, nè đây có cái chữ này, chúng ta phải thêm cái này lại theo cái mục mà em đã chia sẻ rồi đó ha. Còn nếu như mà nó có thì thôi, cũng như là họ muốn chắc ăn rằng là cái ví của anh chị vẫn đang thực hiện cái mạng internet này. Và cái mạng internet này nè, là thời gian tới chúng ta sẽ thực hiện trong cái mạng mainnet luôn, tức là chỉ có một thôi. Quan chỉ khác là cái giai đoạn đầu này là cái giai đoạn thử, giai đoạn sau là cái giai đoạn thật. Và anh, cái vấn đề mà liên kết với MetaMask em nói đó, trong vòng 30 ngày chúng ta có thể thay đổi đó. Thì nếu như anh chị không muốn thay đổi vẫn ok, anh chị cứ xem cái đó là cái quý để anh chị thực hiện sau này luôn đều được, không có sao cả ha. Tiếp theo cái tiếp theo nữa. Đây nè. Vui lòng tất cả thợ mỏ làm quen với các hoạt động quý viên MetaMask được đề xuất trên internet càng sớm càng tốt. Tức là anh chị phải thực hiện cái việc mà tiếp cận với cái giao dịch trên quý MetaMask nha. Bây giờ em sẽ lưu cái hình này. Rồi em sẽ vào cái Google dịch á. Em sẽ dịch cho anh chị xem. Em phải nhấn mạnh cho mọi người cái vấn đề này mới được. Rồi chọn tất cả nè. Em chọn dịch nè. Thông báo khai thác BTC cũng cần xóa dữ liệu khối. Mọi thứ chúng tôi làm là để
đảm bảo một mainnet cực kỳ mạnh mẽ và hiệu suất cao. Chúng tôi hy vọng mọi người có thể hiểu được. Cảm ơn bạn. Nhắc nhở, sau khi mainnet trực tuyến, BTCS và các tài sản khác trên chuỗi chỉ có thể được vận hành thông qua ví. Ở đây anh chị hiểu cái vấn đề nó là, tức là chúng ta phải thực có cái ví liên kết để sau này khi bước vào mainnet là chúng ta rút cái đồng BTCS về cái ví của chúng ta lưu, như em nói ở những cái video trước đó, hoặc là chúng ta bán, hoặc là chúng ta chuyển cho ai đó thì chúng ta chuyển nha, không có để trên cái app này, nó rất là nguy hiểm nha. Các thợ đào nên tự làm quen với các hoạt động của ví Tenet để ngăn ngừa rủi ro mất tài sản do hoạt động không đúng cách trên mainnet. Đó nha. Làm thế nào để ngăn chặn gian lận? BTC tiếp tục tăng, một số kẻ lừa đảo để tìm kiếm cái này thì những cái tự em không hiểu được cái thuật ngữ của họ. Tóm lại là như vậy. Rồi. Thì cái vấn đề mà tại cái ví em có chia sẻ rồi, nó rất là đơn giản thôi, tại anh chị không chịu tìm hiểu. Rồi anh chị không làm thì sau này có gì anh chị sẽ không có nhận được đâu, hoặc là anh chị sẽ bị mất tài sản thì cái đó trách nhiệm của anh chị ha. Rồi bây giờ em sẽ nói luôn, em chia sẻ cho mọi người một cách nè. Bất cứ một cái video nào mà em đăng lên á, đâu rồi? Nè, em đều có để cái thông tin liên quan ở dưới cái phần mô tả ha. Để em nói lại một lần nữa. Rồi như cái này nè. Ví dụ như cái địa chỉ mã contract đi, em để dưới này nè, anh chị đâu có lấy được đâu. Thì có rất nhiều cách để anh chị lấy được. Một á là anh chị vào bằng cái Google Chrome. Hai á là anh chị sẽ nhấp vào cái chỗ chia sẻ này nè. Anh chị chia sẻ qua cái Zalo. Thì anh chị có thể chia sẻ cho người nhà của anh chị thôi, không cần nhất thiết phải chia sẻ cho ai đâu. Rồi anh chị chia sẻ nè, như em chia sẻ qua cái nick chị hai em đi ha. Đây nè, em gửi. Nè bây giờ nè, sau đó anh chị sẽ nhấp vào cái video. Và cái video này nó đang hiển thị trong cái nền tảng của Zalo, kiểu như vậy. Nè anh chị, sau đó chúng ta nhấp vào cái mũi tên đi xuống ha. Ở đây anh chị tha hồ luôn. Anh chị sao chép nè, anh chị copy thoải mái luôn. Nhưng mà anh chị lưu ý nha, anh chị đừng có nhắn ngay cái dòng chữ màu xanh, anh chị phải nhắn ngay cái dòng chữ đen trước. Rồi sau đó chúng ta sẽ sao chép xuống dưới này. Ví dụ như vậy ha. Rồi sau đó chúng ta muốn xóa, anh chị muốn xóa thì anh chị sẽ dán vào và chúng ta xóa những cái chữ không liên quan. Chẳng hạn như em muốn lấy cái liên á thì em sẽ xóa cái dòng chữ này. Nó rất là đơn giản nha anh chị, cái thủ thuật của nó như vậy đó. Đó, rồi em gửi tiếp. Đó. Là như vậy ha. Rồi. Anh chị tranh thủ làm ha, cái nhất hoán đổi mã bông. Thứ hai nó liên kết cái ví MetaMask để tăng tốc độ đào. Cái thời gian đào đến tháng 12 năm nay nha. Anh chị lưu ý cho em cái vấn đề đó. Nên là còn cơ hội rất là nhiều. Còn cái thông tin mà KC á thì em nghĩ chắc tháng ngày 9 không kịp đâu bây giờ á. Để em cho anh chị xem cái thông tin luôn. Rồi vậy cái vấn đề mà ngày 9 tháng 6 á là có thông tin em mới nói nha. Bây giờ em sẽ cho anh chị xem nha. Rồi em nhấp vào dịch trước. Còn máy ảnh. Thì lúc trước có một cái thông tin nha. Ở đây nè. Trong cái app gõ gàng nha mọi người. Cái này là đang trong cái app nha. Chứ không phải là cái hình ảnh bên ngoài nha. Em chọn tất cả cho anh chị xem. BTC Mainnet sẽ được ra mắt vào ngày 9 tháng 6 năm 2022 và tính năng rút tiền được kích hoạt. Một BTC sẽ tương đương là một ETH, ha, tức là một Ethereum. Khai thác ứng dụng sẽ kết thúc vào ngày 12 tháng 12 năm 2022. Đây là cái ngày ra đời của Bitcoin nha anh chị. Nha. Rất là quan trọng của Bitcoin. Còn cái ngày 9 tháng 6 là cái ngày quan trọng của cái dự án ETH mà em không nhớ rõ là cái ngày gì. Sau đó giá một BTC sẽ bằng một nửa Bitcoin. Đó là lý do tại sao nó được gọi là Bitcoin thứ hai. Hãy tiếp tục khai thác và thay đổi tương lai của bạn. Đều là triệu phú. Rồi như vậy thôi. Đó là thông tin nó xuất hiện trong cái app của bên cái ấy nó đưa ra nha, chứ không phải là do em. Rồi anh chị tranh thủ làm cho em nha. Có gì không rõ thì cứ bình luận phía dưới cái phần video á, em sẽ trả lời cho mọi người 24/24.